Xin chào quý vị các bạn, mình là Hiếu Ô Tô. Hôm nay mình có nhận sửa chiếc xe, cái màn hình theo xe của chiếc Santa Fe. Nó đang có cái hiện tượng là đây, nguồn nó đây khởi động xe rồi nhưng mà màn nó vẫn đen như thế này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các em sẽ hướng dẫn các bác tháo chiếc màn này ra, để nếu các bác nào ở tỉnh mà không đến trực tiếp để em kiểm tra và sửa chữa cho thì có thể tháo để gửi về cho em sửa chữa. Đầu tiên các bác muốn tháo cái chiếc màn này ra thì cần một cái móc như thế này, móc các bác cho vào đây, cho vào dưới cái này, ở ô này nhá, ô như thế này. Đây, đây nó sẽ có một cái hốc, các bác chỉ sao cho vào cái hốc. Nó có một cái hốc ở trong này này, các bác chỉnh sao để cho cái móc nó móc vào cái hốc ở dưới này, đây. Nó có thể kéo nó ra, tương tự với bên còn lại, chúng ta cũng làm tương tự như thế thôi. Đó là có bốn con ốc ở hai, có hai con ốc ở hai bên này, bên này hai con, bên này hai con. Các bác tháo nó ra. Okay. Sau khi các bác tháo bốn con ốc ở hai bên ra, các bác chỉ cần kéo nhẹ ra, nó ra rồi. Ở đây đằng sau này nó có năm cái rắc này, các bác nữa một con rắc là nó có một con cá như thế này, các bác ấn vào xong kéo nhẹ nào ra. Trên đây là em đã hướng dẫn các bác tháo xong chiếc màn hình Santa Fe ra rồi. Các bác đợi em trong giây lát để em mang lên nhà kiểm tra và sửa chữa. Sau một hồi thời gian mình kiểm tra và sửa chữa thì cái dòng này nó chỉ hay bị hỏng chip set. Chip set thì bây giờ mình đã làm ok rồi, đóng vào đấy. Đóng vào thì các bác phải kiểm tra, thứ nhất là cái điều hòa, thứ hai cam nùi, anh về cam nùi em vậy ạ. Anh về cam nùi đã. Nếu mà nhiều trường hợp là ok, nhiều trường hợp là ví dụ mà các bác không biết ý, là thở thay sai bên cho các bác là có thể là nó sẽ bị, thứ nhất là cái điều hòa này nó không lên gió nhưng mà nó vẫn lên, nó không hiển thị lên màn hình nhưng mà gió nó vẫn lên. Đấy. Thứ hai là cam nùi có thể nó bị mất vạch. Con này kiểm tra ok rồi thì chúng ta hết tính năng rồi thì bây giờ bạn bốn ốc vào làm ngược lại so với lại tháo ra, thế là được. Xong đóng hai cánh điều hòa vào là ok. Ok, cảm ơn các bác xem video. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sửa chữa lỗi ô tô hãy liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình.